chương 3628, bên trong bất chu sơn. Trong một nháy mắt cửa không gian thần điện mở ra, thiên đình các phương trí cường, đều cảm ứng được một cỗ cuộn trào khiếp người sát khí. Tại khải thừa thiên vực phóng lên tận trời, luồng tinh thần lực kia ba động, khiến thiên địa chi khí trong vòng ức dặm bên ngoài cũng vì đó sôi trào. Một khi mất đi trận pháp che giấu, khí tức tinh thần lực tu sĩ cấp 89 liền đáng sợ như thế rất nhiều hồn linh thánh cảnh tu sĩ bị tinh thần lực sung kích trở nên run rẩy bên trong thời gian thần điện mộ dung hoàn ngọc động huyền bọn người bị kinh động đây là náo cái nào một màn không gian thần điện lại phát sinh biến đổi lớn sao mạnh như vậy tinh thần lực ba động sẽ không là nhan vô khuyết thoát khốn đi có phải hay không là yêu thần giới bên kia ra mặt không nghe nói a à, chuyện lớn như vậy chúng ta không có khả năng không hề có một chút tin tức nào Ngọc Động Huyền khẽ nhíu mày. Cảnh giác nói, chẳng lẽ Trương Nhược Trần đang mưu đồ bố cục cái gì? Nghi binh kế sách, mộ dung hoàn ngồi tại một mảnh thời gian quang hải trung tâm. Nói, mọi người đừng quên, vị kia lượng tôn bên trong không gian thần điện. Trong điện ánh mắt mọi người cùng nhau sáng lên. Tân Dương từ đứng tại bên dưới một mảnh thải hà. Nhìn về phía thiên ngoại, có chút lại cười nói. Động tĩnh náo rất lớn nha. Triệu công minh, quảng mục chiến thần trường kiếp đều chạy về không gian thần điện, cũng không biết ngũ hành quán chủ cùng phi tiên cốc chủ có thể hay không xuất động. Mọi người bây giờ nhìn thấy đi, có chút động tĩnh, liền kích thích ngàn cơn sóng. Tại không gian thần điện hướng trương nhược trần động thủ phi thường không sáng suốt. Khi đó nhất định phải đem hắn dẫn xuất ra khỏi thiên đình. Mộ dung hoàn nghiêm nghị nói, phụng tiên giáo chủ sắc mặt âm trầm, nói, hắn căn bản không có khả năng ly khai thiên đình, hắn đã hướng hắc ma giới âm dương giới vạn tà giới động thủ đang không ngừng gạt bỏ chúng ta cánh chim như vậy bị động xuống dưới vốn là phụ thuộc vào chúng ta đại thế giới tất nhiên lòng người bàng hoàng sẽ đẩy bọn họ đầu nhập môn hạ của hắn nhược trần tiểu nhi là tại từng bước xâm chiếm chúng ta tiệt không thể ngồi chờ chết phương tây vũ trụ ba ngàn đại thế giới chúng ta nếu là yếu thế vốn là đi theo xá giới cùng thiên đường giới đại thế giới chắc chắn sẽ đảo hướng côn luân giới Trương Nhược Trần cái này liên tiếp bố cục cùng lạc tử. Mục đích cuối cùng, động chính là thiên đường giới căn cơ, muốn chính là phương Tây vũ trụ chúa tể thế giới vị trí. Phụng tiên giáo chủ ánh mắt, hướng về ngọc động huyền, xá giới là phương Tây vũ trụ tà đạo đứng đầu, từng cái tà đạo, ma đạo, quỷ đạo đại thế giới, đều là lấy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên đường giới là phương Tây vũ trụ chính đạo đứng đầu. Đương nhiên, trong bóng tối xá giới thần linh đối thiên đường giới là nghe lời răm rắp Tân dương tử nói không bằng an bài một vị vô lượng đem trương nhược trần sai phái ra đi mấy cái đại thần từng cái thu thập hết không có nanh vuốt trương nhược trần còn như thế nào từng bước xâm chiếm chúng ta chẳng lẽ tự mình động thủ nếu có thể bước trương nhược trần ly khai thiên đình tự mình động thủ mới là chuyện tốt đâu phụng tiên giáo chủ cười lạnh nói ý muốn giết chết trương nhược trần cực kỳ mãnh liệt bởi vì Trương Nhược Trần đối phó hắc ma giới, âm dương giới, vạn tà giới, là trực tiếp động lợi ích của hắn. Ngọc Động Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Trương Nhược Trần đổi lại là điều động tiền trung sinh cùng đại tuyết nữ hai tên phản đồ này xuất thủ. Bản tọa đã sớm chém bọn hắn, thế nhưng là, si hình thiên, hùng trí, ngao thần, thanh túc, chắc phóng những người này từng cái bối cảnh không tầm thường. Đương nhiên, đây đều là thư yếu chỉ cần có thể làm được sạch sẽ, thật cũng không sợ bọn hắn phía sau những người kia tìm phiền toái. Nhưng các ngươi đừng quên, ván này, phía trên cao người bố cục là thiên tôn. Mà xích hà phi tiên cốc vị kia thiên viên vô khuyết giả. Một mực là thiên tôn tín nhiệm nhất người. Đừng nói bình thường thần vương thần tôn, coi như chúng ta tự mình động thủ. Các ngươi có nắm chắc giấu giếm được vị kia cảm giác. Trương Nhược Trần rất tinh minh, đoán chừng liền đợi đến chúng ta xuất thủ dạng này hắn mới có mười phần lý do, đem đồ đao vung hướng chúng ta. Phụng tiên giáo chủ âm trầm nói, sao không mượn địa ngục giới chi thủ, mộ dung hoàn cùng ngọc động huyền cùng nhau lộ ra lạnh lùng thần sắc. Mộ dung hoàn khiển trách quát mắng, ngu không ai bằng, người cũng không nhìn một chút, hiện tại địa ngục giới cầm quyền chính là người nào, cấu kết địa ngục giới tội danh, như rơi vào trương nhược trần trong tay. Vậy liền thật là vạn kiếp bất phục, chỉ cần cẩn thận một chút, làm sao có thể bị người ta tóm lấy tay cầm. Phụng tiên giáo chủ vốn định cãi lại vài câu, nhưng thấy mọi người đều không đồng ý, thế là, nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, tốt mưu không đoạn, làm đại sự mà không dứt khoát, khó trách nhược Trần Tiểu Nhi có thể bình yên trưởng thành đến hôm nay một bước này. Tân Dương Tử nói, vị kia lượng tôn chẳng lẽ không động thù sao, đã có lượng tổ chức ra mặt, nói không chừng chúng ta có thể dĩ giật đãi lao xuyên qua không gian khe hở trương nhược trần xuất hiện tại bên trong một tòa nguyên thủy rừng hoang trong rừng u tĩnh khó nghe tiếng chim không khí ướt át từng cây từng cây thẳng tắp cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên che khuất bầu trời từng sợi hàn vụ xuyên qua ở trong rừng cho người ta mênh mông hư vô cảm giác trương nhược trần phóng xuất ra thần niệm phát hiện bóng đen khí tức đã trở nên phi thường phai mờ khó mà truy tung đây chính là tinh thần lực thần linh yêu thế ẩn tàng cùng chạy trốn năng lực võ đạo thần linh vô pháp so sánh đương nhiên cũng cùng nơi này đặc biệt hoàn cảnh quan hệ rất lớn trong rừng sở dĩ bình tĩnh như vậy là bởi vì không gian kết cấu hỗn loạn vô số đại thế giới cùng tiểu thế giới trùng điệp cùng một chỗ đổi lại bổ thiên cảnh thần linh rơi vào hoàn cảnh như vậy trực tiếp liền sẽ bị không gian vây chết không trốn thoát được khủng bố như vậy không gian kết cấu Trương Nhược Trần chỉ ở hắc ám chi uyên vô gian lĩnh gặp qua. Cấm thổ, nơi này không hề nghi ngờ là trong vũ trụ đáng sợ nhất cấm thổ chi địa. Trương Nhược Trần nhìn về phía trên mặt đất tử sắc hoa lan. Giống như thảm hoa trải rộng ra, cánh hoa óng ánh, trói dọi mỹ lệ, cảnh sắc đẹp đến mức mộng ảo, khiến người say mê, thế mà trốn vào bất chu sơn. Trương Nhược Trần đã sớm nghe qua bất chu sơn đại danh. Lại không nghĩ rằng, sẽ lấy loại phương thức này tiến vào tòa này Tây Nghiêu Hạ Châu đệ nhất thần Sơn. Coi như bất chu Sơn danh khí lại lớn, truyền thuyết lại nhiều, lấy Trương Nhược Trần Tu Vi hiện tại cũng không sợ. Đến đều tới, Trương Nhược Trần căn cứ chân lý chi tâm vi diệu cảm ứng. Hướng đỉnh núi bước đi, loại cảm ứng này chưa chắc chính xác, nhưng đã là Trương Nhược Trần tìm kiếm bóng đen biện pháp duy nhất. Một ngọn núi, dám lấy bất chu mệnh danh, quả nhiên ghê gớm, bằng vào ta thần niệm thế mà không thể dò xét đến hình dáng cuối cùng của ngọn núi ngay tại trong núi này mây sâu không biết chỗ trương nhược trần biết được coi như đuổi tới bóng đen cũng không làm gì được đối phương bởi vậy cũng là không cấp thiết đối bất chu sơn hiếu kỳ ngược lại càng nhiều hơn một chút hành tại trong núi trên đường đi phát hiện rất nhiều thánh dược hiếm thấy phát hiện mấy chục tòa thời cổ lưu lại bí cảnh có thể thấy thần thú cao tới mấy vạn mét cũng có gặp được viễn cổ mê thất người hậu đại thành lập bộ lạc bất chu sơn đỉnh núi táng lấy không gian thần điện lịch đại điện chủ là chỉ có điện chủ mới có thể đặt chân cấm địa giờ phút này trương nhược trần liền đứng ở một khối bia đá có khắc hai chữ cấm địa đập vào mắt chỗ là cao vạn trượng vách núi treo leo trên vách đá có từ xưa đến nay không gian thần điện rất nhiều thần linh lưu lại văn tự trên thạch bích thiên địa thì bao phủ tại trong mây mù bị trận pháp minh văn cùng quy tắc thần văn bao phủ. Không cách nào dò xét, chỉ có một đầu thác nước, huyền không rơi xuống, phát ra oanh minh tiếng nước, ngược lại là một chỗ u tĩnh chỗ tu luyện. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng. Không gian thần điện thập trưởng lão, thạch phương hình, từ dưới thác nước, ở bên trong một tòa lầu trúc đi ra. Toàn thân hắn rất nhiều nơi đều là hình vuông, hình dáng rõ ràng, hắn nhìn chăm chú Trương Nhược Trần một lát, lập tức tiến lên hành lễ. Đạo Thạch Phương Hình, bái kiến đại trưởng lão. Trương Nhược Trần nhìn ra hắn là thạch tộc tu sĩ. Nói, là ngươi phụ trách trông coi cấm địa. Bất chu sơn đình, chính là lịch đại điện chủ ngủ say chỗ. Không thể để bất luận kẻ nào đi quấy dày bọn hắn. Thạch Phương Hình nói, Trương Nhược Trần nói, ý của ngươi là nói. Lịch đại điện chủ đều tỉnh dậy. Thạch Phương Hình lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tiếp theo biến sắc, vội nói, đại trưởng lão chớ có nói giỡn. Đã chết người làm sao có thể thức tỉnh thiên đạo tuần hoàn sinh từ định luật không có người có thể nghịch truyền trương nhược trần nói thạch trưởng lão đây là bao lâu không hề rời đi bất chu sơn chẳng lẽ không biết rất nhiều cổ cường giả đều trở về vẫn là nói thạch trưởng lão chỉ là đang giả vờ không biết thạch phương hình sắc mặt lại biến nói bản thân cho rằng những này trở về cổ cường giả cũng không phải là thật phục sinh chỉ là một loại giả sinh Ly hận thiên vốn là tại thế giới chân thật bên ngoài. Từ nơi đó trở về tàn hồn. Bất quá né tránh thiên địa quy tắc lỗ thủng. Đợi đến thiên địa quy tắc khôi phục. Bọn hắn nhất định thần hình câu diệt. Giả sinh, bất quá ảo ảnh trong mơ. Mộng tình thì tiêu tan. Có thể thấy được cổ cường giả cũng chẳng có gì ghê gớm. Đối với liền sinh tử đều không có nhìn thông suốt. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói, thạch trưởng lão có bực này kiến giải. Đã vượt qua thiên đình rất nhiều thần linh những lời này đều là điện chủ nói thạch phương hình nói trương nhược trần nói điện chủ ở nơi nào bế quan bất chu sơn đình thái sơ vũ khư thạch phương hình nói vậy được người đi mau đi bản trưởng lão cái này đi tìm hắn trương nhược trần phất tay liền muốn trèo lên vách núi đi đỉnh núi thạch phương hình lập tức một chân quỳ xuống nói đại trưởng lão xin dừng bước bất chu sơn đình chỉ có điện chủ mới có thể đi bản trưởng lão có chuyện quan trọng Nhất định phải tìm điện chủ thương nghị. Thạch Phương Hình biết không ngăn cản được Trương Nhược Trần, nói: "Bản thần phụ trách trông coi cấm địa, như đại trưởng lão khăng khăng muốn xong, còn xin từ ta trên thi thể nhảy tới. Bản thần biết được, dù là tự bạo thần nguyên, cũng không đả thương được đại trưởng lão, nhưng cũng tự cảm thấy không có mặt mũi sống trên đời. Không chết, không thể đủ để lập quy củ. Trương Nhược Trần chỉ là thử hắn, cũng không nghĩ tới thật đi Bất Chu Sơn đỉnh, thật muốn đi." liền sẽ không kinh động hắn trương nhược trần giống như là thỏa hiệp thở dài ta nếu đem ngươi bức tử toàn bộ không gian thần điện đâu còn có chỗ để ta dung thân được thôi ngươi đưa tin điện chủ liền nói ta muốn gặp hắn thạch phương hình lộ ra lúng túng nói vũ khư tại thiên ngoại đưa tin không thể truyền tới trương nhược trần nói vũ khư không phải tại bất chu sơn đỉnh sao vũ khư là thái sơ thời điểm cùng bất chu sơn cùng một chỗ hình thành đỉnh núi là cửa vào thạch phương hình nói trương nhược trần lần nữa nhìn về phía đỉnh núi mây mù ngò ngoe muốn động dáng vẻ thạch phương hình lại một chân quỳ xuống đi nói đại trưởng lão nghĩ lại a à, đi không sông không sông điện chủ nếu là xuất quan nhớ kỹ thông chi bản trưởng lão trương nhược trần đột nhiên mà đi ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm rất nhiều không hề nghi ngờ bóng đen ở ngoài điện nói kia lời nói là cố ý kích hắn đem hắn dẫn tới bất chu sơn. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn đem hiểm nghi, dẫn tới trên thân không gian thần điện điện chủ. Nhưng, thật đơn giản như vậy sao? Quá tận lực đi, trương nhược trần chỉ ít có bảy thành nắm chắc, bóng đen là không gian thần điện điện chủ, hoặc là trong lịch sử một vị nào đó điện chủ. Vô luận là loại tình huống nào, điện chủ cũng khó có thể thoát liên quan. Còn lại ba thành khả năng, là bị ẩn tàng lượng tôn giá hỏa, dù sao lượng tổ chức am hiểu bốc lên nội bộ tranh chấp, tọa sơn quan hồ đấu, cầm ta thất bại, liền muốn làm đục nước, rất tốt, vậy ta cũng tới thử một chút một chiêu này. Trương Nhược Trần trên mặt dần dần lộ ra ý cười đến. Hết chương 3628 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.